Chào toàn thể các anh. Dịp đầu xuân năm mới thì em xin lên một cái chương trình sale đầu năm ở cái chiếc bật lửa Thu Pông Vân Hoàng Gia này, thì bên em đang bán với giá là 2 triệu, nhưng hôm nay em giảm giá 50% cho các anh, là chỉ có 1 triệu tròn nhé. 1 triệu tròn và em vẫn miễn phí ship giao hàng và tặng kèm một vỉ đá cũng như là một chai ga để các anh sử dụng. Bảo hành thì vẫn bảo hành trọn đời, dòng super cao cấp này, được mạ vàng toàn thân, một lớp mạ cực kỳ dày, thì dùng thì không bao giờ sợ bị bong tróc đâu, không sợ phai màu đâu. Chiếc này thì có hai mộc đáy trên này thì sẽ được khắc cái dòng chữ S Chu Pông như là hai cái hoa văn ở hai bên này. Mộc đáy dưới thì có hai nút, một nút chỉnh nửa to nhỏ, một nút để bơm ga và những cái dòng chữ thông số của Thu Pông. Vân thì được khắc sâu toàn thân, cực kỳ là đẹp, và đặc biệt là nó có lớp sơn mài màu đen này, như anh thấy, cực kỳ là đẹp luôn anh nhá. Và sau đây thì em sẽ lên cái âm thanh để các anh thưởng thức cái tiếng khi mở nắp của cái chiếc bật lửa Thu Pông này nhá. Đây em sẽ mở nắp này. Đó. Âm thanh cũng cực kỳ là hay, mini luôn. Rất là hay. Bên trong này cũng được mạ vàng. Rất là đẹp. Đó, đánh lửa này. Đánh lửa là đánh lửa ngang nhá. Rất là nhạy lửa luôn. Thanh đánh đá là thanh đánh đá trơn mạ vàng. Sơn mài được tích hợp của những họa tiết hoa văn vân hoàng gia này thì cực kỳ là đẹp rồi. Đó, giá thì giảm giá 2 triệu còn 1 triệu nhá. Vẫn tặng kèm ga đá đi kèm đầy đủ, hộp đựng sổ sách, bảo hành vẫn trọn đời cho các anh. Đó. Anh nào quan tâm thì hãy nhanh tay để lại số điện thoại để đặt hàng vì số lượng không có nhiều đâu nhá.